Phan mừng dần vì Dương Mịch tái ngộ Hoàng Hiên trong dự án truyền hình mới. Năm 2016, Người Phiên Dịch với sự góp mặt của Dương Mịch và Hoàng Hiên đã thành tiêu điểm chú ý của công chúng ngay khi vừa lên sóng với rating dẫn đầu trong thời gian dài. Theo thông tin được lan truyền trên mạng, bộ phim mới của cả hai có tên gọi là Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mậu Quyên. Nội dung phim là câu chuyện tình yêu, sự nghiệp và tín ngưỡng của nhà khoa học Cừu Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn. Nữ chính Cừu Giai Ninh là một nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới. Cô làm việc cho quân đội chính phủ và tiến hành một dự án nghiên cứu rất có giá trị. Nam chính Châu Tiểu Sơn là một anh chàng điển trai với vẻ thư sinh hiền lành. Ít ai được biết trong quá khứ, anh lại được nuôi dạy ở vùng đất loạn lạc để trở thành tên trộm, đoạt bất cứ thứ gì mà tướng quân yêu cầu. Nhiệm vụ của anh là ăn cắp công trình nghiên cứu của Cừu Giai Ninh. Định mệnh khiến Cừu Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn gặp nhau và rơi vào lưới tình, dù họ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Sự bất đồng về tư tưởng, quan niệm đã khiến cả hai rơi vào bi kịch đầy nước mắt. Một điều khá trùng hợp là Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng và Người Phiên Dịch đều là tác phẩm của tác giả Mậu Quyên. Điều này càng khiến cư dân mạng thêm kỳ vọng vào tác phẩm tái hợp mới của Dương Mịch và Hoàng Hiên. Với danh tiếng và tài năng của cặp đôi chính, Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng hứa hẹn sẽ thành công chẳng kém Người Phiên Dịch trước đó. Tuy nhiên, phía người hâm mộ Dương Mịch hiện tại vẫn khá bình tĩnh vì phía đoàn sản xuất vẫn chưa ra thông cáo chính thức. Nếu tin đồn Dương Mịch tái hợp với Hoàng Hiên là thật, bạn có ủng hộ họ như từng ủng hộ Người Phiên Dịch hay không? Hãy cho Top Sao Hoa được biết nhé! We'll be right back.